Trưa 26 tháng 11, bệnh viện Di đồng thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phẫu thuật gấp ra ngoài hai viên bi nam châm bị ghim chặt trong mạc treo ruột non bé trai tên Quy, 22 tháng tuổi ngụ tỉnh Đồng Nai. Trước đó một tuần, bé Quy ho đàm, sốt cao, ói và tiêu lỏng từng đợt, quấy khóc nhiều, bú kém. Bé được người nhà đưa tới bệnh viện trong tình trạng bụng đau, phình nhẹ. Sau khi điều trị viêm hô hấp và rối loạn tiêu hóa cho bé nhiều ngày nhưng không giảm, bác sĩ cho chụp ít quang kiểm tra thì phát hiện hai dị vật cản quan tròn nhỏ nằm gói gọn trong lòng bụng, khu vực ruột non. Các bác sĩ nhận định hai viên bi nam châm nằm ở hai khoang ruột khác nhau đã hút hai đoạn ruột lại với nhau, dần dần bi xuyên thành ruột và bị mạc treo ruột bao lại. Nếu không được chẩn đoán và phẫu thuật kịp thời sẽ có nguy cơ tắc và hoại tử ruột. Ngay lập tức, ekip phẫu thuật đã nội soi xử lý, gấp hai viên bi ra ngoài. Sau hơn 2 giờ, các phẫu thuật thành công. Hiện sức khỏe bé trai ổn định, dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới. Mẹ bé cho biết, khoảng 6 tháng trước, bé chơi mô hình lắp ráp có một số viên bi nam châm, lo ngại an toàn của con Gia đình đã dẹp bỏ đồ chơi này, không ngờ bé đã nuốt phải hai viên bi.